À, kính thưa quý vị, hôm nay Lâm sẽ mời quý vị cùng Lâm ra xem các bác đang xả lúa. Đây là các anh đang xả lúa ở phía xa, đó là có đàn cò đó quý vị. Đây là quang cảnh ruộng lúa đang được bơm để mà chuẩn bị xả. Anh ấy thì đang đánh những cái đường nước để mà cho nước nó tràn xuống để mà rút nước tốt để mà xả. Anh ơi, bữa nào xả vậy? Mai hả? Năm nay xả giống lúa gì? Hả? 504 hả? Không có xả giấc men à? Cò quá trời cò luôn rồi năm nay. Ủa sao năm nay cò nhiều quá hả? Ủa cái này anh làm cho ta hay là làm cho ông Phong á? Ông Phong hả? Dạ. Ông Phong trả bên ngày nhiêu trời? Ngày 200. Dạ, ngày mai sẽ bắt đầu xả. Ổng đó phải không? Mà quay đi mai mốt cũng không có để quay nữa. Có chỗ này đang xả nữa chứ ở đâu. Đây là đang rút nước nè quý vị. Nước à, qua máy hả? Máy á. Ruộng sắp khô rồi đó quý vị, còn một số cái lung này chưa có khô thôi. À, sau đây Lâm sẽ đi qua những cái ruộng mà đã xả rồi đang bón phân. À, kính thưa quý vị, ở phía trước là ruộng đã xạ và đang bón phân nữa quý vị. Lúa thì có lúa thì chắc hơn 10 ngày rồi. Cái bờ rất là quen thuộc, đi không cẩn thận thì té ngay. Ê, mấy ngày rồi? Bằng dưới luôn nè. Không mà mấy ngày rồi? Hai ngày rồi. Hai ngày hả? Trong đâu? Dạ. Mấy ruộng kia chắc hơn 10 ngày hả? Xả lúa gì hả? 541 đó. 541. Ồ, có được bao tiêu không? Được không? Ồ, tự luôn hả? Ồ, vậy tính ra hiên xả sớm hơn người ta hả trời? Ồ, xả sau mấy miếng kia nữa. Ồ, dạ. Lâm gọi chúng không em? Lâm gọi quá. Quay về cũng đông. Dạ.
Nhưng mà mấy năm nay ổng đâu có làm. Năm nay thấy Úc làm nè, đây nè. À vậy hả? Năm 4, năm 1 ở trên ở bên Hòn Đất có người ta chơi bằng xích min không à? Có bao tiêu luôn á. Bao tiêu đồ nó lại mua, còn mình đây mình làm giống khác nó có mua. Dạ. Nếu mà mình làm xích min rồi nó có bao tiêu không? Không đâu, nếu làm đây xích min thì ở đây mình đã dành ăn luôn chứ nó đâu có lại mua đâu, ít quá. À ít quá đâu. Tại vì mình làm đồng loạt có nó luôn á. À dạ. Làm giống khác mà ngon quá là chuột nó quất cây của mình đầu tiên. Trời ơi, đàn cò đó quá trời đẹp hả? Sao cò mấy năm nay nó ở đâu nhiều dữ vậy trời? Sau đây làm sẽ đi qua bên cái khu bên chỗ khi ấy để mà xem các cô chú đang bơm coi có bắt cá không em quý vị. Đây quý vị, đây là một bác đang bơm lúa bơm nước nữa nè quý vị. Xa xa đó là đang xịt thuốc. Xịt thuốc rồi bón phân rồi rồi gặt rồi là một cái vòng đời mà cũng khép kín đó quý vị. Này thì xả rồi, chỉ đang bơm nước thôi. Đây có rất là nhiều cò đó quý vị. Dạ không thấy con nào rồi, để em qua bển rồi. À, đây là những cái dừa nước ở quê đó quý vị. Ở đây chúng ta nếu mà có dịp đi về á thì có thể chặt dừa nước để ăn hoặc là vô đây bẻ dừa cũng được. Bẻ dừa thì có thể bị chủ ngược nha quý vị, nên chặt dừa nước thì có thể chặt được thôi. Đây là lúa đã xạ rồi nè quý vị. Thank you.
À, thưa quý vị thì ở đây vẫn có nhiều bà con vẫn xả tay thôi, chứ không có xả máy như là những cái vùng như là Tân Hiệp hay là Hòn Đất. Thì ở đây thì do cái quy mô của ruộng thì không có được lớn, nên thường là bà con chỉ xả tay chứ không có xả toàn bằng máy hết. Rồi, hết sạch rồi. Ừ, vô cái vô đó luôn vậy đó hả? Thôi cố thôi. Dạ? Dạ không? Đây là những cái công cụ mà để mà đi ruộng nè quý vị. Có nước, các bình xịt gì đó. À, kính thưa quý vị, đây là một trước đây là trồng các loại hoa màu, hiện giờ thì chỉ trồng còn một ít thôi. Để xem coi ở đây các cô và các chú trồng gì ha. À, ở đây đang trồng bông vàng thọ đó quý vị, để chuẩn bị cho dịp Tết. Ở đây là chuối và cui, có chuối sim, còn cái bên là chuối và cui đó quý vị. Thì cách phân biệt thì chúng ta có thể dựa vào thân cây. Màu cây thì nó hơi cũng trắng hơn, và cái màu xanh của lá thì riêng cái chuối và cui thì cái màu nó xanh đậm hơn, còn cái này thì quý vị nhìn thấy nè, màu nó xanh nhạt hơn. Và nếu mà không bị rõ nhất là khi mà cái trái nó có, một là bắp chuối hoặc là trái chuối. Trái chuối thì trái chuối của già cui thì chuối nó dài màu xanh, chuối dài hơn. Còn chuối sim thì chuối nó ngắn hơn. Còn riêng chuối cao nữa thì nó nhỏ hơn cả hai cái loại chuối kia. Còn đây là cây chuốt. Tuổi thơ của các em ở vùng quê thì rất gắn liền với này, đặc biệt là Lâm cũng rất là thích những loại chuốt này nè, vì có thể câu cá. Cái này có thể làm gần câu rất là ok. Nhìn vô cây này thì chắc quý vị có thể nhớ tới gọi là dây đụng đỉnh đó. Ở trên nhạc ở trên thị trường nhạc thì có một bài là dây đụng đỉnh buồn đó quý vị. Thì dây đụng đỉnh là khi mà ở quê những cái nhà mà làm đám cưới đó, thì người ta thường lập cái gạp, cái cổng có treo cái dây đụng đỉnh nè quý vị. Có cái trái và bông của nó nhìn rất là đẹp. Thì đây là cái cây đụng đỉnh. Ở đây thì ngoài những cái dây đụng đỉnh ra, chúng ta có thấy thêm đầu chạy nè. Đầu chạy này gì đó thì những cái đầu chạy non đó, các quý vị thấy không? Thì chúng ta có thể xào mà tỏi mỡ rất là ngon. Ở dưới đó, chúng ta thấy thêm cái hoa lục bình đó quý vị, hoa tím.
thì những cái tre hay dây đụng đỉnh hay là dừa nước này nè gắn liền với tuổi thơ của Lâm cũng rất là nhiều. Ở đó có thêm một cái máy bơm cũng để đặt để mà bơm nước ra, không biết là cái nguồn này nó có xả chưa. Để Lâm đi qua bệnh nha. Sẵn dịp ở đây thì có một cái lỗ này nè, trong thân gốc dừa đó quý vị. Thì khi mà hồi nhỏ thì Lâm cũng có hay đi vô kiếm những cái thân gốc dừa để mà kiếm những cái ong mạch đó quý vị. Có hai loại ong mạch hay là ong mạch hay ong gùi đó quý vị. Thì thường thì ở trong đây là ong gùi, cái ong mạch nó thì ít hơn. Thì chúng ta khi mà tìm được những lỗ mà có một số con ong gùi bay ra thì chúng ta có thể đốt rồi khoan cái lỗ ở trong cái gốc dừa đó quý vị. Thì nó có những cái lỗ như vậy. Khi mà ăn canh chua thì chúng ta có thể biết tới cái này nè quý vị, đó là cù nèo. Lâm không nhớ biết có gành hay không nhưng mà nhớ cái này là cù nèo nữa quý vị. Thì nó giống như là cái bông, cái cây sợi của lục bình vậy đó, nhưng mà nó không phải. Thì những cái cây non đó đó chúng ta có thể ngắt lên với dẩu là nhúng vào lại còn ngon. Đúng rồi, cái đó là cù nèo rồi đó quý vị. Nhà chủ là có nuôi vịt nữa quý vị, đây là vịt sim rồi vịt cằn. Ở xa xa là có thằng em nó đang hái dừa nè, rồi thằng này chặt cây nè. Đây là dừa nè quý vị, một chút nữa mấy em nó sẽ chặt dừa ra cho mình xem chơi. Cái này gọi là dừa sim phải không? Hay dừa lửa? Dừa lửa. Dừa sim bây giờ đâu thấy ha, ít lắm mấy dừa sim. Sao làm hay vậy trời, nè uống không? Thôi uống đi, uống đi nè ông nội. Hay nữa nào, hay nữa nào. Rồi dính rồi lên đó rồi con. Mấy tuổi rồi con? Bảy tuổi. Vậy là học lớp 2 rồi phải không? Sao mới học lớp 1 vậy? Học trễ hả? 7 tuổi thôi nhận. Sao vậy ta, một lần anh nhớ 6 tuổi mà. Bữa nay được nghỉ hả? Xin cô nghỉ. Công nhận nó hay thiệt. Rồi dính rồi là hơi út rồi con.